chỉ là một phút trải lòng của sinh viên ngành y. Vào nghề y, hàng xóm ai cũng bảo sau này giàu rồi nhé, phất lên rồi. Nhưng ai thực sự dấn thân vào con đường này có lẽ thấu hiểu tất cả. Trong khi bạn bè cùng tuổi đã có thể đi làm, tôi vẫn ngồi đây và học. Trong những đứa bạn chụp ảnh chơi đây chơi đó, tôi vẫn vùi mình vào thư viện. Trong khi họ gửi tiền phụ giúp cha mẹ, tôi vẫn ngửa tay xin tiền. Có lẽ không phải tất cả, nhưng hầu hết các bạn đều theo đuổi nghề y vì ước mơ, vì sự cao thượng của nó được mọi người kính trọng. Buồn lắm, thực sự buồn. Bây giờ lên báo là mọi người mỉa mai bác sĩ. Ra đường ai cũng bảo ăn tiền ngon như bác sĩ. Bác sĩ bị hành hung thì họ nói là mấy đứa bác sĩ làm gì người ta mới vậy. Tôi thực sự không hiểu sao mọi người lại cố quy chụp cả nghề y như vậy. Tại sao mọi người lại ác cảm với nghề y như vậy? Biết rằng một số người không tốt gây ấn tượng xấu, nhưng có ai hiểu những hy sinh cao cả của những bác sĩ, những y tá, những cán bộ nhân viên y tế yêu nghề, yêu người? Có ai thấu hiểu được những đêm trực, những kỳ thi, những đêm thức trắng bên ánh đèn trong khi người khác đang cuộn mình trong chăn ấm áp? Có ai thấu hiểu những nỗi buồn nhớ mẹ, nhớ cha khi học hoài không có thời gian về để cha mẹ già yếu lặn lội lên thăm con? Có ai biết chúng tôi đã hy sinh tuổi trẻ, sức khỏe của mình như thế nào chỉ để đổi lấy sự ác cảm mỉa mai thôi hay sao? Và vẫn còn đó, rất nhiều bác sĩ, rất nhiều y tá, rất nhiều những cán bộ nhân viên y tế vẫn đang dâng hiến cuộc đời mình cho sự sống. Tôi từng đọc bài báo về một anh bác sĩ nội trú, gần 30 tuổi rồi anh vẫn xin tiền cha mẹ, suốt ngày ở bệnh viện, anh cũng buồn, cũng nghĩ về cái nghề. Rồi anh lại quyết tâm vì nghề y cao quý lắm, hạnh phúc lắm khi thấy người bệnh được cứu. Nhưng những bác sĩ chúng tôi cũng cần tiền, cần sống, cần nuôi cha mẹ, cần trang trải cho cuộc sống này. Nhiều người nói, nếu muốn kiếm tiền thì đừng học y. Tôi cũng biết thế, nhưng xin hãy nghĩ nhiều hơn cho chúng tôi. Ngày cha lên thăm, tôi bất ngờ sửng sốt. Đôi mắt cha vẫn hiền từ, nhưng làn da thì đen hơn nhiều lắm. Đôi tay cha nứt nẻ, chai sạn đi. Tôi nhìn dáng hình cha gầy gò, ngồi lọt thỏm giữa căn nhà trọ mà nước mắt tuôn trào. Cha đem theo cả giỏ đồ, nào là chuối, là bó rau non cha nhổ ngoài vườn chưa kịp lớn. Rồi đưa tiền cho tôi, bảo đừng thức khuya quá. Tiền này mua đồ ăn đi, tiền đóng học phí cha vay được rồi. Cha căn dặn tôi đủ thứ. Đôi khi tôi tự hỏi, tôi là bác sĩ, tôi phải vất vả vì tất cả mọi người, là một nghề cao quý, như vậy để làm gì? Khi lương tháng bác sĩ không đủ ăn, không đủ mặc, cố tiết kiệm chút ít thì mới gửi về được cho cha mẹ. Đôi khi muốn mua cho mẹ hộp sữa, mua cho cha một đôi giày mới, cũng phải cố gắng lắm. Nhưng còn đó những hoài bão, những ước mơ. Tôi mơ thấy những nụ cười hạnh phúc khi khỏi bệnh. Tôi mơ thấy những phép màu cho sự sống. Tôi mơ thấy những đau đớn không còn nữa. Tôi tin cha mẹ biết được rồi cũng sẽ ủng hộ tôi. Và tôi tin còn nhiều lắm những bác sĩ, những cán bộ nhân viên y tế, những sinh viên trưởng y có tâm hồn thật đẹp và cao thượng. Tôi thật sự thích câu nói này: hãy sống như một ngọn nến. Bởi vì người bác sĩ là một ngọn nến, đốt cháy chính mình để soi sáng cho cuộc sống tăm tối, đau đớn của bệnh nhân.